Dù sao thì các con cũng khôn lớn, cũng trưởng thành rồi. Các con có thể tự quyết định cuộc đời riêng của mình. Cho nên bố quyết định lui về hậu trường. Hả? Bố sẽ không phát biểu, không khuyên răn, không chỉ đạo bất cứ một cái gì nữa hết. Cô phải lên đây để đi làm thêm. Cô cứ lủi thủi một mình như thế này thì vất vả quá. Thời gian vừa rồi nhà cháu cũng xảy ra nhiều chuyện. Bố cháu bây giờ chẳng nói chuyện tâm sự với chị em cháu nữa. Thỉnh thoảng cô qua nói chuyện với bố cháu đi. Từ đầu đến cuối anh đều sai. Anh là tham lam, nhưng tình cảm của anh dành cho cô Nhã đó không phải là tình yêu. Nếu như cô ta không trở mặt, anh có như thế này không?